Kính chào các em học sinh thân mến. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với học trực tuyến tuần 3 môn thể dục khối lớp 7. Nội dung bài học trực tuyến tuần 3 gồm đội hình đội ngũ và chạy nhanh phần tiếp theo. Kính mời các em chúng ta cùng theo dõi. Nội dung đội hình đội ngũ tuần 3 chúng ta gồm các yêu cầu sau. 1. Biết và thực hiện được tư thế giống hàng dọc. 2. Biết và thực hiện được tư thế giống hàng ngang. 3. Biết cách điểm số từ 1 đến hết và điểm số 1-2, 1-2 đến hết. 4. Biết cách chạy đứng mặt hướng xuất phát. 1. Đầu tiên là chúng ta sẽ thực hiện bài khởi động trước khi bước vào nội dung vận động. Phần 1, đội hình đội ngũ. Tiếp theo, phần 2. Đầu tiên chúng ta sẽ ôm lại nội dung đội hình đội ngũ tuần 2, đó là tập hợp hẹn ngang và hàng dọc. Các em chúng ta xem hai hình ảnh so sánh tập hợp hàng ngang và tập hàng dọc. Chúng ta sẽ tự rút ra những kiến thức của tuần 2. Nội dung mới của tuần 3 về đội hình đội ngũ gồm có hàng dọc. Chúng ta sẽ học cách giống hàng, điểm số 1 đến hết, điểm số 1-2, 1-2 đến hết, và hàng ngang cũng như hàng dọc, giống hàng, điểm số 1 đến hết, điểm số 1-2, 1-2 đến hết. Nội dung đầu tiên trong đội hình đội ngũ về hàng dọc, đó là giống hàng dọc. Khẩu lệnh của giống hàng dọc là nhìn trước thẳng. Động tác: tổ trưởng tổ 1 đứng ngay, tay phải giơ cao, mắt nhìn thẳng. Các thành viên tổ 1 đưa tay trái ra trước, đặt đầu ngón tay chạm vào vai phía trước để đảm bảo cự ly, đồng thời nhìn vào gáy bạn phía trước để giống hàng cho thẳng. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 lần lượt chống tay phải vào hông và di chuyển sao cho khuỷu tay vừa chạm vào người đứng bên phải, đồng thời chỉnh hàng ngang cho thẳng. Các thành viên tổ 2, 3, 4 nhìn các tổ viên tổ 1 để giống hàng ngang và nhìn người đứng trước để giống hàng dọc. Chú ý ở đây các em là không cần đưa tay ra trước để giống hàng như tổ 1. Sau khi người chỉ huy ngó đội hình chúng ta đã giống hàng xong thì chúng ta dùng khẩu lệnh thôi để kết thúc giống hàng dọc. Khi khẩu lệnh thôi thì động tác tất cả mọi thành viên trở về tư thế nghiêm. Các em có thể xem hình phía bên tay phải để chúng ta có thể hình dung ra động tác giống hàng dọc. Nội dung thứ hai trong hàng dọc của đội hình đội ngũ, đó là điểm số hàng dọc. Khẩu lệnh từ 1 đến hết
điểm số, động tác sau khẩu lệnh, tổ trưởng của từng tổ quay mặt sang trái ra sao và hô to số của mình. Một, rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Những học sinh tiếp theo lần lượt điểm số theo thứ tự cho đến hết. Riêng em cuối cùng không quay mặt ra sao mà hô to số của mình, sau đó hô hết. Ví dụ trong hình bên dưới là 6 hết. Các em chúng ta xem hình bên dưới để hình dung và điểm số hàng dọc. Đây là điểm số từ 1 đến hết. Nội dung thứ 3 trong hàng dọc của hình đội ngũ, đó là điểm số 1-2, 1-2 đến hết. Khẩu lệnh theo 1-2, 1-2 điểm số. Động tác sau khẩu lệnh, học sinh đánh mặt quay trái về sau, hô to số của mình và trở về tư thế nghiêm. Người cuối cùng hô to số của mình và hô hết. Các em nhìn hình phía bên tay phải, khi khẩu lệnh 1-2, 1-2 điểm số thì các em chúng ta điểm số 1-2, 1-2, 1-2 hết. Nếu người cuối cùng là 1 thì các em hô 1 hết. Như vậy theo tương tự theo điểm số 1-2, 1-2 thì chúng ta có điểm số 0-2-4 hoặc 0-3-6-9. Khi nghe khẩu lệnh đó thì các em sẽ điểm số theo 0-2-4 hoặc 0-3-6-9. Người cuối cùng rơi vào số 0, số 2, số 4 hoặc số 3, số 6, số 9 theo khẩu lệnh của người chỉ huy thì các em hô to số của mình kèm theo chữ hết. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần thứ hai của đội hình đội ngũ, đó là giống hàng ngang. Khẩu lệnh nhìn phải thẳng. Các em chúng ta sẽ nhìn vào trong hình ở phía góc tay trái để cùng phân tích động tác. Khi có khẩu lệnh nhìn phải thẳng, động tác đầu tiên là tổ trưởng tổ 1 sẽ đứng nghiêm, làm chuẩn, mắt nhìn thẳng. Như vậy tổ trưởng tổ 1 sẽ không làm gì hết ngoài đứng nghiêm và mắt nhìn thẳng. Các thành viên tổ 1 lần lượt chống tay phải vào hông và di chuyển sao cho khuỷu tay phải vừa chạm vào tay trái người đứng bên cạnh, đồng thời đánh mặt sang phải giống hàng ngang cho thẳng. Và các em chú ý là mắt không, xin lỗi, là đầu không quay về nha, vẫn còn nhìn sang bên phải. Các tổ trưởng tổ 2, 3, 4 đưa tay trái lên, đúng không ạ? Các em nhìn hình phía dưới, chạm vào vai bạn đứng phía trước để đảm bảo cự ly dọc, đồng thời nhìn vào gáy bạn phía trước để giống hàng cho thẳng. Các thành viên tổ 2, 3, 4 nhìn tổ trưởng tổ mình để giống hàng ngang và nhìn người phía trước để giống hàng dọc. Và cũng giống như ở hàng dọc thì không cần chống tay vào hông để giống hàng như tổ 1. Và lúc này thì ở hàng thứ nhất đầu các bạn vẫn đang nhìn sang phải, tay các bạn thành viên của hàng 1 trừ tổ trưởng vẫn chống phải, tổ trưởng 2, 3, 4 tay trái vẫn đưa lên đụng vào vai phía trước. Tất cả các thành viên vẫn đang tư thế nghiêm và sau hàng. Sau đó
Người chỉ huy quan sát thấy các bạn chúng ta thực hiện ổn định và sẽ dùng khẩu lệnh thôi. Thì lúc này động tác tất cả các thành viên trở về tư thế nghiêm. Và ở đây chú ý là khi có khẩu lệnh thôi thì tất cả các thành viên tổ 1 bỏ tay xuống, đầu quay về phía trước. Tay của các bạn tổ trưởng 2, 3, 4 bỏ xuống và tất cả các bạn ở tư thế nghiêm. Sau khi giống hàng ngang xong thì chúng ta sẽ bắt đầu điểm số. Điểm số hàng ngang đầu tiên đó là điểm số từ 1 đến hết. Khẩu lệnh từ 1 đến hết điểm số. Động tác sau khẩu lệnh, tổ trưởng của từng tổ quay mặt sang trái và hô to số của mình. 1. Rồi quay mặt về tư thế ban đầu. Những học sinh tiếp theo lần lượt điểm số theo thứ tự của mình đến hết. Riêng em cuối cùng không quay mặt sang trái mà hô to số của mình, sau đó hô hết. Các em có thể nhìn vào trong hình phía dưới. Ở đây chúng ta có 6 thành viên. Khi điểm số thì đánh mặt sang trái 1, 2, 3, 4, 5 và người cuối cùng không đánh mặt sang trái mà hô 6 hết. Các em chú ý hình phía dưới bảng số 2, 3, 4, 5. Người ta vẽ cái số trên đó là cho biết số thứ tự, nhưng mà người đang điểm số là người số 1. Khi đến số của mình thì mới đánh mặt sang trái và hô to số, sau đó trở về tư thế nghiêm ban đầu. Các em chú ý cho đó. Và tương tự như vậy, đó là điểm số 1212 đến hết. Cũng giống tương tự hàng dọc, nhưng hàng dọc là đánh đầu về sau, còn hàng ngang là đánh đầu sang trái hay đánh mặt sang trái, đánh mặt về sau. Tương tự điểm số 1212 thì chúng ta sẽ có điểm số 024 0369. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần 2 của ngày hôm nay, đó là về phần chạy nhanh. Kính mời các em chúng ta sẽ theo dõi. Chạy nhanh thì chúng ta sẽ gồm 2 nội dung. Một là ôn bài cũ. Chúng ta sẽ ôn lại chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi và chạy gót chạm mông. Sau đó chúng ta sẽ học phần 2 là chạy nhanh đứng mặt hướng chạy xuất phát. Đầu tiên chúng ta sẽ ôm lại 3 nội dung của tuần 2. Đầu tiên là chạy bước nhỏ. Trong tuần trước thầy đã yêu cầu các em chúng ta về tập luyện, vì chúng ta sẽ có thể có một bài thực hành nội dung này bằng cách hình thức là các em sẽ thực hiện tại chỗ ở nhà, sau đó quay video clip và gửi về để kiểm tra chấm điểm. Khi nào có thông báo thì các em mới thực hiện. Hiện nay thầy chỉ dẫn cho các em nội dung này thôi và cũng báo các em là đây là một trong nội dung có thể ra kiểm tra, có thể ha. Rồi chạy bước nhỏ, các em chúng ta sẽ xem lại hành động.
thứ hai là chạy nâng cao đồi. Mời chúng ta em chúng ta xem hình động của chạy nâng cao. Thứ ba, chạy gót dạ mông. Các em chúng ta sẽ sang bài học mới ngày hôm nay, chạy nhanh đứng mặt hướng xuất phát hay gọi là hướng chạy. Chuẩn bị sau khi có hiệu lệnh vào vị trí, đứng hai chân song song, mỗi bàn chân sát vạch xuất phát. Các em chú ý nhớ là sát vạch xuất phát chứ không phải là đạp lên vạch xuất phát. Người thẳng, hai tay buông tự nhiên. Khi có hiệu lệnh chạy, khiển chân đổ thân về trước, sau đó nhanh chóng xuất phát và chạy nhanh về đích. Chúng ta sẽ cùng xem ảnh. Và trước khi xuống lớp ngày hôm nay, các em chúng ta chú ý tuần sau là tuần 4 chúng ta sẽ có bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là toàn bộ bài tuần 1, lý thuyết phòng tránh chấn thương trong thể thao. Hình thức kiểm tra là các em sẽ kiểm tra trắc nghiệm 10 câu trong vòng 10 phút. Các câu hỏi các bạn chúng ta sẽ không giống nhau, sẽ xáo trộn lên trong bộ đề 100 câu hỏi. Khi hết giờ làm bài, hệ thống sẽ tự động ngắt. Cho nên các bạn chúng ta chú ý, trong quá trình làm bài, nếu có trục trặc gì về vấn đề mạng, máy, thì các em chúng ta sẽ liên hệ trực tiếp với thầy qua những thông tin thầy đã cho các em ở tuần trước để gặp thầy để có hướng giải quyết. Và dặn dò tuần này, các em chúng ta về thực hành lại chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đôi, chạy gót chạm mông, và quan trọng là tuần sau sẽ kiểm tra nội dung lý thuyết tuần 1. Các em chúng ta chú ý. Và cảm ơn các em rất nhiều. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.